Sau khi thoát được trò bắt nạt của nhóm đường phố, Nếp càng thương Anna hơn và quyết tâm rủ cô bạn vào nhóm sắc màu để cùng làm YouTube với nhau và kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng điều này lại khiến cho Anna tự ái và cho rằng Nếp đang thương hại mình. Về phía của Đông Đông, sống trong bầu không khí giả tạo do ba mẹ tạo ra, cô muốn vạch trần tất cả nhưng vẫn chưa đủ can đảm nên phải tiếp tục chịu đựng. Kim và Lizzie đã thẳng thắn với nhau về việc mình thích Nam Phong và quyết định sẽ cạnh tranh công bằng. Nhóm Superstar lại tiếp tục giở trò chơi xấu. Nạn nhân lần này là Lizzie. Chuyện gì sẽ diễn ra với Lizzie đây? Hãy đón xem tập tiếp theo của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z để tìm câu trả lời nhé. Anh có món quà cho em nè. Anh mua cái này cho em thiệt hả? Ngay lúc này con bé Mirai á, nó yêu anh say đắm rồi mà. Anh bảo nó đi bên phải không bao giờ đi bên trái. Anh bảo nó đi thẳng không bao giờ dám đi lùi. Mà anh bảo nó đi ngược không bao giờ nó dám đi xuôi. Hôm nay chắc chắn anh Nam Phong sẽ sang chơi. Không biết mình có nên nấu món gì ngon ngon cho anh ăn không ta. À mà quên, không biết nhỏ Kim nó sẽ tấn công anh Nam Phong bằng cách nào. Nhưng đối với mình, con đường nhanh nhất là con đường bao tử. Ai mà chơi kỳ vậy? Phải cẩn thận chứ cô bé, lỡ bị thương biết phải làm sao. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn gì đâu, thấy gặp nạn thì anh giúp thôi. Em có phải trong cái nhóm sắc thái, sắc đẹp, à sắc màu đúng không? À, anh có thấy tụi em đăng một cái clip trên YouTube phải không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, tuyệt thật đó, anh rất là thích cái clip đó. Mặc dù video còn rất ít người xem nhưng mà anh thấy rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi tụi em có tính ra clip tiếp theo không? Tụi em cũng chưa biết nữa. Vậy sao? Dạ. Anh rất là mong chờ đó. Thôi, mai mốt đi đứng cẩn thận nha. Dạ. Người gì đâu mà đẹp trai, đáng yêu. Khoan, anh tên gì cho em biết với. Anh ơi, năm thì mười quả mới thấy cô Kim đi giặt khăn lau bảng nha. Vô duyên, tới lượt thì giặt thôi, mắc mớ gì tới anh? Thì đúng rồi, đâu mắc mớ gì tới tôi đâu, tôi chỉ tò mò thắc mắc vậy thôi. Đừng có lúc nào cũng chĩa mũi vào chuyện người khác. Có rảnh á, tập hát tập nhảy hay làm gì cũng được. Ví dụ như là làm kênh YouTube, đăng clip nhảy tưng bừng khói lửa câu like câu view như cô á hả? Anh... Hay là trừng trị đầu gấu, bảo vệ trẻ nhỏ, giữ gìn hòa bình cho thế giới như cô hôm bữa. Ủa? Bộ anh đình tôi hay gì? Tôi không có rảnh để mà đình cô đâu ạ. Chẳng qua là mọi chuyện nó xảy ra ở trong trường nên là nó cứ đập vô trong mắt tôi thôi. Mà cô cũng hay ha. Sau lúc đánh nhau với bọn đầu gấu thì cô Ai Phong lẫm liệt lắm mà. Còn cái lúc đứng trên sân khấu thì cô te học me vậy. Xiên xỏ gì nữa đó. Thì có sao tôi nói vậy thôi. Nhưng mà cô đó, con gái con lứa suốt ngày nghĩ xấu cho người khác. Cô mà rảnh rỗi thì thử tìm hiểu tôi đi. Tôi cũng được lắm á, chứ không phải là xấu xa như cô nghĩ đâu. Tôi hả? Mắc gì phải tìm hiểu anh, tôi đâu có rảnh. Cô đúng là cái đồ không có con mắt. Có mắt mà không chịu mở mắt ra người khác. Đưa đây. Đưa gì? Tôi giặt giùm cho.
Cái gì nữa đây? Dở trò gì nữa vậy? Ê! Trả lại đây! Cái đồ điên! Hey, hẹn anh ra đây làm gì hả tình yêu? Bớt cái giọng cù nhầy đi. Chuyện tôi bảo anh làm sao rồi? Nè, thay vì nói như vậy, em có thể dùng cách chuyện tôi nhờ anh làm hoặc là chuyện tôi mượn anh làm. Nghe vậy phải dễ thương không nè? Cái thứ nhất, tôi không phải dễ thương với anh. Cái thứ hai, tôi bỏ tiền ra thuê anh. Thì việc là tôi nói, tôi kêu anh làm hay tôi sai anh làm cũng là quyền của tôi. Đừng lằng nhằng nữa, vào chuyện chính đi. Thôi thì khách hàng là thượng đế. Đi thẳng vào vấn đề. Ngay lúc này con bé Mirai á, nó yêu anh say đắm rồi mà. Anh bảo nó đi bên phải không bao giờ đi bên trái. Anh bảo nó đi thẳng không bao giờ dám đi lùi. Mà anh bảo nó đi ngược không bao giờ nó dám đi xuôi. Tốt. Tôi muốn con bé Mirai và cái nhóm sắc màu phèn chua của nó phải khóc hận vì đã chót gây sự với nhóm superstar đỉnh cao này. Ở La La, superstar nhận hạng 2 thì không nhóm nào dám nhận hạng nhất. Thật sự em nói cái gì á, anh chả quan tâm lắm. Vấn đề của anh bây giờ tiền và tiền thôi em à. Thật sự thì anh khá là happy trong job lần này, anh có thể nhận được 2 đầu tiền. Còn nếu không có vấn đề gì nữa thì anh đi trước nha. Tạm biệt cái ATM xinh đẹp của anh. Khoan đã. Chuyện của anh Gin và con Kim, dạo này thấy hai người có vẻ thân thiết hơn. Mối quan hệ giữa hai người đấy là gì á? Chà, tính ra là em đang quan tâm thằng Gin đúng không? Thôi thì khách hàng hỏi thì anh cũng trả lời thôi. Anh cũng không biết là phải gọi mối quan hệ đó là cái gì. Nhưng mà ngay từ lúc đầu thằng Gin nó cua con Kim á là vì mục đích cho bỏ ghét thôi à. Nhưng mà hơi xui cho nó là tới bây giờ vẫn chưa cua được. Nè, em có ý định nhờ ai để cua Kim á, hãy nhớ tới anh nha. Anh sẽ lấy giá cực kỳ ưu đãi cho khách hàng thân thiết nè, đẹp gái như em, chịu không? Anh không phải gu của nó đâu, biến đi dùm. Thôi thì khách hàng kiểu mình biến thì mình biến thôi. Bye bye. Thì ra anh Gin đối với Kim là như thế. Mình đã nghĩ đúng. Cỡ như con Kim thì làm gì có cửa mà được anh Gin quan tâm. Để cho chắc, mình tới cũng nên cho nó một vố, cho nó nhớ tới già. Uầy, sao mấy nay không rủ tôi ăn sáng nữa? Thì ăn gì chưa? Này, ăn chung đi. Ủa, sao ba đem theo có một chai vậy? Thì lần trước ấy tôi hứa đãi bà mà chưa có dịp. Nay tôi đãi bà. Với lại bình thường tôi có bao giờ ăn sáng đâu. Hôm nay ăn hamburger là sang lắm rồi. Còn cái này thì để dành cho bà. Bà uống đi. Kirin Latte Coffee và Caramel. Ngon lắm. Ủa, mà hôm nay ba tới đây là chỉ để đại tôi về thôi hả? Đâu có. Tôi định báo cho bà một tin. Mà không biết là tin vui hay tin buồn nữa. Tin gì? Thì tôi đồng ý làm kênh YouTube chung với bà và mấy bạn á. Ba nói thiệt á hả? Nhưng mà tôi không có rành công nghệ. Tôi cũng ít lên mạng nữa. Sau này chắc phải nhờ bà. Cái bà này thiệt là... Thiệt là sao? Thiệt là làm tôi lo lắng quá đi. Làm hôm qua tới giờ tôi cứ nghĩ là bà giận tôi. Bà có biết á, là tôi muốn bà vô chúng nhóm YouTube với tôi làm không hả? Tôi không có thứ hai bà gì hết á. Tôi chỉ muốn giúp đỡ ba thôi. Vậy là cũng muốn tụi mình thân thiết hơn nữa. Sao ba lại làm tôi khó xử như vậy hả? Đau. Tôi xin lỗi. Bà đừng có đánh tôi nữa. Bà đánh tôi là đau tay bà đó. Sao? Con nói nữa. Cái đồ đáng ghét này. À mà tôi phải đi báo tin này cho mọi người biết mới được.
ba ở yên đây nhá. Tôi còn chưa tha thứ cho ba đâu á. Ờ, tôi biết rồi. Nhờ ở đây chờ tôi nhá. Ê, chạy từ từ thôi. À, bánh với nước. Tân Tân, mọi người biết hôm nay là ngày gì không? Sao vậy? Không biết hả? Nói đi. Không ai biết thì để Lý Di nói cho mà nghe. Hôm nay là ngày mà nhóm sắc màu tụ tập lại với nhau, cùng với người anh rất thân, xém thân và sẽ thân, để giới thiệu hai thành viên mới của nhóm. Thứ nhất là Anna, một cô nàng rất giỏi đánh guitar và sáng tác nhạc rất đỉnh nha anh. Nhìn Anna vậy thôi nhưng mà nam tính nhất hội đó nha. Ba nội láng máng cái gì về Lý Dí? Thì giới thiệu xíu hả mà. Giới thiệu chí mà không còn mình duyên mô luôn á. Yes. Và thứ hai là cô bé Đông Đông, tự kỷ. Đã nói vô duyên mà còn nói hoài luôn. Để tôi nói cho. Đây là Đông Đông. Đông Đông có giọng hát rất là hay và truyền cảm và dễ thương nữa. À, thì giống như Lizzy nói, đây là hai thành viên mới của nhóm. Thì hai bạn này sẽ chính thức là thành viên của nhóm sắc màu tụi em luôn. Và sẽ cùng bọn em làm những sản phẩm thật là siêu xịn luôn cho mọi người xem. Wow. Thì sắp tới tụi em sẽ thật là cố gắng để ra được nhiều sản phẩm cho mọi người xem. Ủa? Mà nói chi cho nhiều. Hay là bây giờ đông đủ thành viên như vậy á, mình làm một bài luôn đi. Vừa hát vừa nhảy, mọi người thấy sao? Chịu không? Ừ, được á. Quốc lộ. Anh An Phong, anh qua giùm tụi em nha. Ừ. Yeah. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Quay. Sao hôm nay chị Thiên Di và anh Bobby không có tới? À, do Bobby đang ở nhà cân chỉnh lại cái clip để tối nay on air. Còn Di thì cũng muốn xem lại lần cuối coi như thế nào. Hổng rồi, trải nghiệm làm YouTuber của em sao? Dạ vui lắm anh. Không những em mà các bạn cũng rất là vui. Được hát, được biểu diễn là ước mơ lớn nhất của tụi em mà. Nay nhờ YouTube á, được tiếp cận nhiều người hơn nữa nên tụi em rất là vui. Vậy thì tốt rồi. Showbiz đó phức tạp lắm. Khán giả họ cũng khắc nghiệt nữa. Có mấy cái bình luận xấu ở trên mạng. Em có buồn không? Tụi em nhận ra là đâu có ai được yêu thích hay bị ghét bỏ hoàn toàn đâu. Nên tụi em học cách chấp nhận và lắng nghe tất cả những bình luận đó để cố gắng hơn nữa. Mà dạo này nha, tụi em được nhiều bình luận tích cực lắm. Đọc xong là vui cả ngày luôn á. Giỏi lắm. Vì anh cũng đỡ lo lắng hơn cho tụi em. Nhưng mà em thích anh lo lắng cho em đó thì sao? Con bé này. À, anh có món quà cho em nè. Anh mua cái này cho em thiệt hả? Mà cái này là thành quả công sức của em đó. Em cảm ơn anh. Giữ kỹ nha. Dạ. Thôi anh đi trước đây. Hẹn gặp lại anh. Ừ. Món quà này có phải tình cảm của mình và anh Nam Phong đã tiến thêm một bước nữa rồi không? Sao tim mình đập không kiểm soát được vậy nè? Làm cái gì mà bẩn thần vậy? Sao chưa về nữa? Có gì đâu.
trơn. Cái gì kìa? Bí mật. Bí mật nữa chứ. Quà của anh Nam Phong tặng chứ gì. Ai mà chả có. Mấy đứa nó đang chia ngoài kia kìa, y chang nhau à. Mày đặt bí với chả mật. Ủa, nhưng mà chắc chắn của tôi đặc biệt hơn. Không có giống đâu. Thôi, không nói nữa. Dọn nhanh đi còn về. Ờ. Nhất định là không giống với các bạn. Cho dù cũng là móc khóa, nhưng cái của mình nhất định phải đặc biệt hơn chứ. Nhanh lên. Nghĩ gì vậy? Tin hoài. Trời ơi, mấy bà, dậy, nhanh đi, nhanh dậy. Coi nè. Cái gì vậy? Coi đi. Nổi tiếng rồi làm gì kệ người ta. Đâu phải ai cũng như mình. Ngồi trong lớp á là chỉ có chú ý nghe giảng, học bài để mà vượt qua kỳ thi. Nếu mà lần này thi ai mà hạ điểm là tôi xử hết, có nghe không? Con Mira về kìa. Giữ nó lại. Mình vô tấm cỡ nó đi. Hát lên đi. Nói ra đi. Bài tốt hết. Nghĩ suy nghĩ là chi.